Ý, thời tiết này sợ nhất là yếu người. Yếu người giờ nó phát sinh. Sinh chưa? Đấy, ý, dọa ai? Ý. Rồi, chào em. Hả? Dọa ai? Anh chơi với chúng nó đi. Thằng này nó không được xoa vuốt gì, nó đang tủi thân đây này, đang nấc đấy. Xinh chưa? Quá xinh luôn. À, con này lớn lên là sẽ giống Pila này. Ê. Quá đẹp luôn. Đó. Con của Siro. Xin chào mọi người. Đây là cho con của Siro. Rồi. Nào. Cho nó uống nước một tí. Hôm nay thì con nhóc con này nó ăn sõi rồi. Chuẩn bị đến lịch tiêm vaccine phòng bệnh mũi 1. Xinh chưa? Quá xinh luôn. Cái quá xinh luôn. Cho con thì hôm nay thì ăn xoắn hết rồi. Ui giời, là ăn này bụng nó no. Cái quá gấu. Con nhóc con này thì nó tập ăn đến hôm nay được chục ngày rồi. Được chục ngày tẩy rút một lần rồi. Chờ đến đủ ngày là sẽ tiêm vaccine phòng bệnh thôi. Đây này. Mấy thanh niên còi này. Cái này. Nay là nó ăn được chục ngày rồi, nó bắt đầu là nó nhìn nó đỡ còi rồi. Cái đàn cho con của Hana ấy thì lẽ ra là đến lịch tiêm lẽ ra là đến lịch tiêm vaccine mũi 2 rồi, nhưng mà phải hoãn lại vì là nó đến ngày tiêm thì nó phát sinh là nó có một con nó bị yếu người. Và với cái con chó con ở tầm này ấy, mà nó phát sinh nó bị yếu người thì luôn luôn xác định cái tinh thần là tỷ lệ ra đi, luôn luôn là xác định cái tinh thần là như vậy, cho nên là không quay video cho nó vội. Định quay video nhưng mà phát sinh có một con yếu người là thôi, là không quay nữa, không mất công, mất công quay ngắm, mất công chọn, mất công này kia. Tiến lên đây rồi. Cho con của Siro thì chưa tiêm mũi nào. Đó. Mọi người nhìn thấy thái độ của con chó con. Rất là xoắn xít, bám chủ. Yêu lắm. Chủ ở chỗ nào là chỗ nhau ở chỗ đấy. Yêu chủ, yêu chủ hơn mọi thứ. Ok. Đàn này thì vẫn giữ nguyên con số nhé. Ở đây để nhấc cho mọi người ngắm một lượt đi. Bụng to này, nhấc cái trước này. Cái này. Đây là con cái to nhất. À. Này nó lại hơi ngược sáng. Rồi, nhìn thấy nét của bố Zalo đấy. Nhìn thấy nét của Zalo. Đây là con cái to thứ hai này. À, nhìn thấy nét của con Zalo ở trên khuôn mặt luôn. Đàn này là đàn con của Siro bên này Zalo. Nhìn cái mặt là thấy nét của con Zalo luôn. Rồi, cái có mấy con rất là to. Hai con. Đây. Hai
cái này. Đây, con cái này. Đây, con cái thứ ba. Cái thứ ba này thì có vẻ giống mẹ, giống siro nhiều hơn. Hai con cái đầu là giống bố. Đây là con cái thứ ba. Ok, nhìn cái video, nhìn máy quay kìa, nhìn thấy đứa nào ở trong chưa? Thấy chưa? Đấy, quá xinh, cái video phải xinh. Ba con, còn một con cái nữa, một con cái là nó bị nhỏ hơn. Đâu rồi, đây, đó chính là được con đang bám vào chân này. Bé tí quả dí gì đây. Đây, con này là ban đầu nó không bé đâu, nhưng nó bị cái vết sứt ở cổ và nó bị ăn tham cho nên nó hay bị chớ, nên là nó bé hơn hẳn. Nhưng mà bây giờ bắt đầu nó ăn này, nó bắt đầu nó có một cái độ đuổi theo của nó đấy. Yeah, em lên video kìa, thế nào kìa, thấy chưa, lên video mặt đầm khối đó, đó bốn con cái, một con to như đực. Rồi bây giờ đến đực nha. Rồi, đực to đại ca này. Đây. Một đực này. Tầm này thì chưa phải là cái tầm chuẩn chó đâu, quay để mọi người ngắm tí thôi. À. Đực một này. Đó. Không nhấc cho nó lên, những con kia nó lại tị, nó lại gặp. Ừ. Gặp bụng. Đực một. To này. Rồi từ từ đi. Còn một con to đại ca nữa là một cái. Rồi đực hai. Đây là đực hai này. Hai con to đại ca là hai con cái. Đúng rồi. Đấy, con ngó này lên là con cái đấy. Đây là đực hai. Rồi nhìn đực thì có nét của cả bố và mẹ, cái thì nét của bên bố nhiều quá, cái có hai con là nét lớn con bố nhiều. Không, không gặp, không gặp áo. Đây là con răng rồi, đây là gặp lung tung. Đực hai con nào. Ui giời, một cái nó to, cái to quá, cái to quá đi thôi, cái to quá. Ừ. Được. Đây, hôm nay là nó có vẻ như là mũi nó hơi khô khô một tí rồi này, hơi yếu người này. À, cái thời tiết này thì sợ nhất là chó ốm. À, vì là cái thời tiết này là cái thời tiết chó dễ ốm nhất. Thời tiết mà khi mà nó thay đổi nhiệt độ cứ hôm nóng hôm lạnh. Đây hai con đực này. Đây. Đó, đẹp không? Hai đực. Rất là đẹp đúng không? Được, quay hai con một đi. Rồi hai đứa làm đấy, mấy thằng quay để tí nữa nha. Quay mấy thằng to cho đỡ nhầm. Rồi đây là ra đây. À, lần này là đây con được thứ ba này. Thứ ba, thế thì là đàn này là quên mất là đàn này là nó là năm cái bốn đực. Đây còn đực thứ ba này. Rồi rất đẹp dài luôn. Đây. Đó. Còn đực thứ tư là một con bé tí, nó cũng như con cái kia, ăn tham không là chớ. Đây ăn tham không là chớ, bây giờ là chúng ta ăn rồi thì bắt đầu nó mới lại ấy. Đấy, gừ đấy, nghe thấy gừ chưa?
gửi những con khác đấy, dám gặp đuôi anh là anh gửi anh đuổi, không phải chuyện đơn giản. Vồ mồi vồ thế nào, đây là con cái nó núp từ đầu đến giờ này. Rồi còn sót nó, xem là đứa nào này. Cái rất là to, cái đàn này sao mà nó lại toàn con nó lại to thế. Đây này, cái to như được luôn. Đây là con đực này, đây là con cái này, con cái này còn to, còn to hơn, cái to dã man. Cái này nhìn mặt này là mặt nét ở bên ngoại cả nội, nét này nét sau có khả năng là mặt sẽ giống con pila, giống đời cụ đấy. Nào bắt nạt nó, gầm gừ ghê chưa, gầm gừ ghê quá. Rồi cái đây, rồi cái đây, hai cái to như được à, bữa nhìn cây ngoan ngay. Thằng ở dưới thắm quá xinh luôn, hai cái. Ok, thằng này muốn lên video hả? Được. Đó. Hai sinh viên bé nhất, một được một cái. Hai sinh viên tham ăn. Đây, đây là được này, đây là cái này. Đó. Thanh niên ham ăn, ăn no quá bị chớ, bây giờ bú no quá bị chớ, bây giờ ăn thì nó bắt đầu nó đuổi theo. Ok, thôi chơi đi. Về con nhà bà gớm quá. Hầm hè ghê quá. Nè. Hi nhô, con gái.